Trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn bài Rope Tricep Extension. Bài này nó là một cái bài đơn khớp và nó sẽ chủ yếu tác động vào nhóm cơ tay sau. Và đối với những người mới thì mình khuyên là các bạn làm thế nào đấy để cố định cái phần người của mình để không dùng đà, bởi vì rất nhiều người sẽ dùng đà của người để kéo xuống. Đối với những người mà có thể có kinh nghiệm hơn thì các bạn vẫn nên tập làm thế nào đấy để có kiểm soát, để tối ưu hóa được cái áp lực vào tay sau. Để cái bài tập nó được hiệu quả nhất ấy, thì mình khuyên là các bạn có thể dựa vào một cái tấm đệm nào đấy, hoặc là nếu mà không thì các bạn sẽ phải cố định cái phần người của mình. Đồng thời là mình sẽ muốn là, bởi vì nó là bài đơn khớp, nó tác động vào tay sau, thế nên là mình sẽ muốn là cái khớp duy nhất mà chuyển động ấy, chủ yếu là chỉ có cái khớp cửu tay này. Làm thế nào để cố định nó? Thì nếu mà các bạn nhìn ở phía đằng trước ấy, thì mình sẽ muốn là không để hai tay như thế này để kéo xuống. Mình sẽ muốn là kẹp chặt cái phần tay vào người. Thì như vậy, chính cái người của bạn sẽ làm một cái nền để cho cái tay của bạn nó không bị di chuyển đi. Thì các bạn khi mà kéo xuống, nó sẽ được cố định như thế này. Một cái chú ý nữa là khi mà kéo cái dây thừng này xuống thì các bạn có thể thấy là bạn đạt vẫn giữ một cái góc chéo ra phía ngoài như thế này. Bởi vì là sao? Bởi vì là cái dây cáp lực của nó vẫn kéo lên và kéo ra ngoài, thế nên là vẫn giữ được cái áp lực. Còn nếu mà các bạn kéo sâu quá vào người ấy, thì cái lực của dây cáp lúc đấy là nó thẳng lên trên, gần như là cùng hướng với cả cái tay này. Và như thế này thì các bạn có thể tự tập, các bạn sẽ thấy là nó gần như là sẽ triệt tiêu hết lực đi và nó không còn giữ áp lực lên cơ nữa. Và bây giờ thì bạn Đạt sẽ thực hiện bài Rope Tricep Extension. Và riêng trong cái bài này thì các bạn có thể thấy là Đạt đang đưa vai về phía trước một chút. Cái việc làm như này thì sẽ giúp cho bạn Đạt có thể là kẹp chặt cái phần cánh tay vào người hơn để cố định cái phần tay và chỉ chuyển động ở phần cửu tay thôi. Cái lỗi đầu tiên mà mọi người hay gặp phải đó là bị di chuyển cả phần khớp vai. Cái lỗi phổ biến thứ hai là khi mà xuống thì các bạn lại kéo về phía sau nhiều quá, thế nên là ở điểm dưới cùng thì gần như là lực bị triệt tiêu mất. Và cái lỗi cuối cùng mà mình cũng hay nhìn thấy đó là khi mà xuống thì các bạn bị nhấc hết cả vai lên.